Ngọc Lan bất ngờ xoan bình luận giữa đêm đòi lại công bằng vì bị chê trên thảm đỏ. Mới đây, Ngọc Lan bất ngờ sờ băm loạt bình luận trên các diễn đàn hóng hớt, rồi đăng luôn clip và lên tiếng lúc nửa đêm vì tức do bị dìm khi đi dự sự kiện. Chuyện là hôm qua mẹ Bỉm đã lộ diện tại họp báo công chiếu phim Lật Mặt 48 giờ. Ai ngờ cô có tội với anh chụp ảnh nên bị tung loạt khoảnh khắc mặt bóng dầu, trông như cô bé đôi con vì tăng cân lên 60kg. Quyết không để yên, Ngọc Lan kêu trời kêu đất để đáp trả với giọng điệu hài hước, tức ghê, chán ghê, mấy đứa ngủ đi, mai qua Facebook nhà gì post clip cho coi nha. Nhưng đang cơn tức quá nên không đợi đến sáng được. Và nửa đêm canh ba, Ngọc Lan phân trần ngay và luôn, mấy đứa ơi, gì tức quá gì post clip rồi, mấy đứa qua thả thương thương cho gì đỡ nhục coi. Thiệt ra hôm nay tại gì lỡ ham lời gắn thêm cái mái nó dài quá cặp chân mày nên mặt gì nó cứ đần thối ra. Thêm cả bộ đồ hôm nay dị tự lượn nên cũng không đẹp. Hôm nay không có stylist nên nông nổi vậy đó. Nhưng mà cũng được mà đâu đến nỗi. Áo đầm thì thiệt sự ở ngoài mặc coi cũng đẹp, cũng ốm cũng che bắp tay lực điển. Mà sao chụp hình lên thì nó kỳ quá xa kỳ. Thôi dị buồn lắm. Mấy đứa coi clip đi rồi nói một tiếng công bằng dùng gì. Tuy nhiên, qua ảnh chưa chỉnh sửa, dân tình phải góp ý Ngọc Lan đã lộ dấu hiệu tăng cân thấy rõ so với trước đây. Ngoài ra cách make up hơi già dặn và chiếc váy hại chủ cũng là nguyên nhân khiến mẹ một con mất điểm trong sự kiện tối qua. Trước đó, mẹ Bỉm Ngọc Lan cũng đã chính thức gia nhập hội mỹ nhân khoe body chào hè. Bức ảnh diện bikini hai mảnh được Ngọc Lan đăng tải lên trang cá nhân chiều ngày 1 tháng 4 khiến netizen được một phen náo loạn. Đây là lần hiếm hoi Ngọc Lan chịu hở bạo, tung ảnh nóng bỏng đến như vậy. Dẫu vậy, đằng sau màn khoe dáng cực hot này là một câu chuyện khá buồn với Ngọc Lan. Mẹ Bỉm thân mập lên hậu truyền 7 chai nước biển vào năm ngoái và hiện đã cán mốc 60kg. Tuy nhiên, dưới phần bình luận, hội chị em bạn gì vẫn tới tấp khen ngợi nhan sắc của Ngọc Lan. Đến Ngọc Lan cũng không hiểu sao bức ảnh bikini của mình lại gây bão và nhận về tới hơn 25.000 lượt thích trên mạng xã hội. Ngọc Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng với vai trò người mẫu cho báo Mực Tím. Đến năm 2003, cô lần đầu bén duyên với nghiệp diễn xuất qua vai bé ba trong phim Công ty Thời trang. Tuy nhiên, bộ phim làm nên tên tuổi của Ngọc Lan chính là Kiều Nữ và Đại gia. Thậm chí cho đến hiện tại khán giả vẫn yêu mến gọi cô là Kiều Nữ. Đây cũng là bộ phim làm nên tên tuổi một thời của Lý Nhã Kỳ và Thùy Lâm. Dù không tham gia những lớp diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng Ngọc Lan đã dần khẳng định tài năng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân qua nhiều vai diễn ấn tượng như Âm Tính, Cổng Mặt Trời, Thuyền Giấy. Chính nhờ vào sự miệt mài, chăm chỉ trong hoạt động nghệ thuật, Ngọc Lan xuất sắc giành được hàng loạt giải thưởng danh giá, tiêu biểu như Cánh Diều Vàng và HTV Awards 2014. Đặc biệt năm 2019, vai diễn Nga trong phim Bán Chồng được Ngọc Lan thể hiện xuất sắc trong từng ánh mắt, nụ cười, lời nói và cách nhấn nhá khiến khán giả bị thuyết phục bởi khả năng diễn xuất ngày càng chắc tay của kiều nữ. Cho đến nay, Ngọc Lan đã là một nữ diễn viên kỳ cựu, quen thuộc trong lòng khán giả. Cô diễn tốt ở nhiều vai diễn khác nhau và có nhan sắc ngày càng mặn mà, xinh đẹp, quý phái. Tuy nhiên, con đường tình duyên của Ngọc Lan lại khá lận đận, ngỡ đã chạm ngõ hạnh phúc nhưng cuối cùng lại tan vỡ.